Mỹ thôi. Không mà nó có đường cảng á, là mình phải đi vòng xe rồi cả, đi ra cổng đó. Được luôn, chị nhớ biết gọi ai luôn. Bữa thứ hai mới đi mới hỏi bảo vệ mới biết đó. Bữa thứ hai ok rồi.
từ từ quen hết mà. Alo, cái chuyến 6523 đi đi là Bùi Lê Hồ Trung đúng không anh? Ơ, lấy anh đưa lên cho Flywatch hay là Flywatch đi hết rồi, gọi Nguyên vậy. Ở thế hả? Nguyên làm Flywatch. Tại là giáo bảo là cái chuyến 6523 cái chuyến đi đi nó không qua được, nó không về được, nó không qua nhập cảnh được á. Mà em gọi cho bốn cái thằng đó thì không ai nghe cả. Anh hỏi cho em cái chuyến đó cơ sơ số là bao nhiêu đó? Là oanh mấy vậy? Khoảng một thằng rất tơ. À, anh Nguyên. Thích đẹp, thích chơi nhau hả? Nó làm xong rồi đó. Nó làm xong rồi. Có gì đi điện tử là bên cả nó cũng chấp nhận cho rồi, bây giờ ít. Nó cũng không nói mình luôn. Đấy, cái ngày đầu tiên của em đi làm là cũng vậy luôn đó. Không gọi nó luôn, bắt đầu em vậy luôn. À. Xe bị ghét đầu đó, nếu mà đi về là phải lại đó hả Dũng? Không biết là nó qua rồi. Nó qua xong nó gọi xe rồi. Hôm bữa em đi đến lúc mà em tìm được ở đây nè, là tổ đang lên xe đó rồi. Mà nó còn không gọi em luôn. Bữa nay ngoài sân bay cũng bị bắt test Covid luôn đó. 48 giờ em mới xả mời test nè. Em làm chung với Liêm 2 ca. Test âm tính mấy ngày này phải đi test. Hôm nay 48 rồi là ok rồi đấy. Không về. Ở Hòa Xuân Phát bị luôn. Phát bị đánh dương. Ở đây cũng có test luôn rồi ha. Ồ mà làm ở đây chửi nhau sướng quá chị. Cười vẽ chửi nhau đấm nhau sướng lắm. Em làm mấy ca toàn mới mà bảo là sao mày ra ngoài giải quyết. Bảo ông cho không. Có gì anh nói đây thôi. Bảo vệ ra đấy rồi. Đây. Thì em gọi thì nó đi được rồi là nó qua được. Ờ, nó bảo nó không gọi được cho.
con nha. Thôi anh nghỉ đi. Có gì cứ bảo đi, đi đi ha. Sau đấy gọi lại cho Trình Ngọc vừa quay thì còn